bò lồm ngồm tứ phía, những con rắn có nọc độc được thỏa sức bò tự do trong đền, xuất hiện ngay dưới chân của du khách, khiến người yếu bóng vía phải chết khiếp. Suốt thời gian dài, rắn là loài động vật được tôn sùng trong nhiều tôn giáo khác nhau cũng vì nhiều lý do khác biệt. Người Grecia coi rắn là thần mặt trăng, trong khi người Aztec lại ví loài bò sát này là người thầy vĩ đại của con người. Nếu là một du khách thân thiện với nhiều nền văn hóa lại không sợ rắn, hãy thử trải nghiệm đến với ngôi đền linh thiêng toàn rắn độc ở Penang, Malaysia một lần xem sao đền rắn chắc chắn là địa điểm không thể bỏ lỡ ở Penang. Ngôi đền được xây dựng để vinh danh một vị thần, nơi này luôn đông nghẹt khách du lịch tới để dân hương và nến. Một số tín đồ còn mang lễ vật cho những con rắn trong đền, nhưng tới đây, du khách nên chú ý quan sát dưới chân để không đạp chúng lên mình rắn. Những con rắn trong đền đều có nọc độc nhưng nuôi thả tự nhiên, chúng được tự do di chuyển trong đền, thậm chí thoải mái bò lên đầu, dưới chân khách. Không chỉ có nhiều loài rắn, một điều lạ lùng là rắn lục rất thích tới đền cư ngụ, vào mùa xuân, khi tiết trời ấm hơn. Không khí ẩm ướt, rắn bò về đền càng nhiều hơn, trong đền lúc nào cũng sẵn nhiều thức ăn của các tín đồ cúng tiến, ngay lối ra vào của đền có đặt một lư hương lớn luôn tỏa khói nghi ngút, lũ rắn bò quanh đó rất đông, nhưng dường như thường nằm im bất động và ngủ, có người cho rằng mùi hương khói tỏa ra như vị thuốc an thần khiến rắn không cử động, nhưng số khác lại tin chúng là rắn thần, ngày nay, chính quyền Penang đã xây dựng một con đường chạy qua đền giúp việc đi lại của du khách dễ dàng hơn, nhưng diện tích rừng rậm bị thu hẹp khiến lượng rắn cũng giảm thiếu môi trường sống tự nhiên cũng là lý do khiến số lượng của chúng bị xáo trộn nhưng vào mùa lễ hội du khách vẫn bắt gặp cảnh rắn bò quanh đền chúng cuộn tròn mình trên ban thờ quanh xà nhà trên các bức tranh treo tường tạo nên khoảnh khắc rợn người chẳng đâu có được dù nhiều rắn độc trong đền nhưng có một điều lạ cả trăm năm nay ngôi đền chưa từng ghi nhận trường hợp nào bị rắn cắn chúng chỉ lặng im nằm một chỗ quan sát du khách vào đền thậm chí không nhúc nhích khi bị đuổi đi vào thăm đền du khách được khuyến cáo chỉ ngắm nhìn không được chạm vào rắn bạn cũng có thể tới chiêm ngưỡng phòng triển lãm nhỏ xây cạnh đền để tìm hiểu thêm về loài bò sát này